doanh nghiệp họ có rất là nhiều vấn đề, rất nhiều mảng, nào là về vận hành, nào là về tài chính, nào là về bán hàng, nào là về chiến lược. Thế thì khi bây giờ chúng ta có một khách hàng và họ đang có khá là nhiều yêu cầu cost như vậy, thì nếu là một cost thì nên chúng ta có phần cost như thế nào để nó giải đáp được những tất cả những thắc mắc này của doanh nghiệp. Và nếu trường hợp cái người cost này mà chưa đủ gọi là chuyên môn hoặc là chưa đủ cái mảng rộng như vậy ấy, thì chúng ta có những cách nào chúng ta xử lý những khách hàng mà có cái mong muốn rộng như vậy được không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Trung ạ. Câu hỏi của anh Trung là các khách hàng đó là chưa phải khó nhất đâu, là họ có cái mong muốn chẳng qua là nó rộng thôi. Còn có ông có mong muốn mà không biết ông đang muốn gì nữa. Ông chỉ nói là anh Trung em hơi khó chịu đông người thôi, ông đó mới mệt. Thì thứ nhất á là những người mà bị như vậy á, thì đầu tiên trước khi mình coaching mình phải làm một cái health check, mình phải làm một cái khám sức khỏe doanh nghiệp, mình đi khám tổng quát coi thì ông đang bị bệnh gì. Tại vì rất nhiều bệnh nhân á là vô gặp là yêu cầu bác sĩ cho bia thuốc uống cho hết đau bụng, nhưng mà không phải bia thuốc đó đâu, mà phải đi khám sức khỏe tổng quát đã. Thứ hai là mình phải tiếp cận thượng tầng tới hạ tầng, từ cái bộ bàn thờ là vision, mission, core values mình mới đi xuống tới phần về operation. Tại vì operation nó là triệu chứng, nó cho mình thấy là doanh nghiệp đang bị bệnh, nhưng để giải quyết vấn đề gốc rễ phải giải quyết từ trên thượng tầng xuống, được không? Thì đó là rất nhanh về cách thức tiếp cận như vậy. Còn nếu mà cái người coaching mà không có đủ khả năng coach thì lời khuyên chân thành của mình về mặt ethics, về mặt đạo đức nghề nghiệp là đừng có nhận. Và thứ hai là đi tìm những người coach giỏi hơn, người ta có nhiều trải nghiệm hơn, người ta giải quyết được vấn đề để giới thiệu. Thì thực ra chia sẻ với anh chị là trên thị trường mình hay gọi là đối thủ lẫn nhau, nhưng mà mình đừng có quan niệm đối thủ anh chị. Trường hiện nay cũng được rất nhiều anh chị giới thiệu để mình đi giải quyết vấn đề cho chính cho những người coach á. Tức là khi họ gặp doanh nghiệp họ không giải quyết được thì để bảo vệ danh tiếng của mình mà đi giới thiệu bác sĩ tốt hơn. Giống như mình đi khám bệnh viện làng nhé, cái gì bác sĩ ông không làm được ông sẽ nói thôi chuyện này chờ rẫy đi, tôi bó tay rồi. Thì nếu mà làm như vậy thì sẽ có ethics. Và ngược lại á thì tôi cũng đi hay giới thiệu cho những người coach khác. Tại vì sao? Tôi hay nói luôn là nếu mà tôi nói cho anh chị 10 phút thì các anh chị sẽ tiêu hóa không kịp. Thì thay vì vậy gặp cái ông khác ông nói cho nghe 3 tiếng, các anh chị sẽ dễ hiểu hơn. Thứ hai á là nếu mà gặp tôi trong 10 phút phí nó cao quá thì gặp anh khác có thể mua hàng được. Thì lúc đó tôi còn hướng dẫn lại cho người khác. Thì đó là lý do vì sao mà trên thị trường mình dùng từ partners, đúng không? Mà là đối tác của nhau. Thì trong tình huống giải quyết nó đơn giản như vậy thôi. Còn hiện nay mình thấy một số chuyên gia hơi bị liều, là vô tình huống nó không làm được cũng nhận liều luôn là nguy hiểm. Và đó là lý do vì sao mà nếu các chị đi vào cái nghề coaching nó riêng hay là nghề tư vấn nói chung thì mình hay dùng cái từ là hiện nay mình phải đi underground, đi từ dưới mặt đất đi lên. Tại vì trước đó những người khác làm sai mà mình là người lãnh chịu hiệu quả. Và khi lãnh chịu hậu quả đó thì cái ông khách hàng á, ông vào ông sẽ đặt những câu hỏi là trước giờ tao thấy coaching nó không hiệu quả. Thậm chí ông còn phán một câu rất gay gắt là tôi thấy là các chuyên gia Việt Nam làm tệ lắm, không hiệu quả. Mà cái đó không phải là lỗi do mình, cái gì khách hàng lúc đó người ta ở vị thế là người ta là con chim đậu cành công, người ta té mấy lần người ta sợ rồi, nên gặp mình vô họ cũng sợ tương tự. Nên đó lý do vì sao mình phải đi giải quyết cái vấn đề về niềm tin của khách hàng trong câu chuyện này.